xin chào các bạn mình là hà đến từ ios fighter và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video khác của chuỗi IELTS for cap for junior và trong chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về culture diversity culture diversity là gì hãy cùng mình tìm hiểu nhé trước khi bước vào từ vựng của ngày hôm nay cùng mình tìm hiểu xem chủ điểm của chúng ta là gì nhé ok đầu tiên mình hãy nhìn vào từ cultural Cultural là có từ là một tính từ, có family words từ từ culture. Culture chính là văn hóa là một danh từ. Tiếp theo chúng ta sẽ có diversity. Diversity là một danh từ có nghĩa là sự đa dạng. Vậy khi ghép hai từ này lại với nhau, chúng ta sẽ có từ cultural diversity là đa dạng văn hóa. Ok. Vậy đa dạng văn hóa chính là để nói đến sự tồn tại của các nền văn hóa khác nhau, các nhóm người khác nhau có nền văn hóa uh, khác nhau cùng tồn tại vào một thời điểm. Vậy từ đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là việc nói đến một nhóm người có cùng một nền văn hóa là từ ethnic city. Ok. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu thuật ngữ culture diversity có nghĩa là đa dạng văn hóa chúng ta hãy vào ngay từ vựng đầu tiên nhé. Từ này có nghĩa là sắc tộc và có phiên âm sau đây. Các bạn cùng đọc với mình nào. Ethnicity, ethnicity. Alright, well done. Và bây giờ chúng ta cùng viết với nhau nhé. Từ này sẽ được viết là e t h n i c i t e. Ok, và đọc lại một lần nữa nào. Ethnicity. Well done. Từ này chính là một danh từ Nó có nghĩa là sắc tộc Để nói về nhóm người có cùng một đặc tính đặc điểm chung với nhau Thường là về văn hóa hoặc là về uh, những cái truyền thống giống như nhau nghi thức xã hội Ok, bây giờ chúng ta hãy thử đặt câu với từ này nào Ở Việt Nam thì có bao nhiêu dân tộc khác nhau nhỉ? That's right, Việt Nam có 54 dân tộc khác nhau đúng không? Vậy thì mình sẽ có câu là Việt Nam has 54 different ethnic cities. Và các bạn hãy nhớ ở đây từ ethnic city chúng ta phải chuyển sang dạng số nhiều và mình sẽ biến y dài ở cuối đúng không nào? Mình sẽ biến nó thành i e s. Và chúng ta có từ là ethnic cities. Well done mọi người hãy cùng nhìn lại vào danh từ này giúp mình nhé chúng ta sẽ có thể thấy rằng là danh từ này được kết thúc bằng một hậu tố rất quen thuộc đó là i c y vậy thì khi được bỏ mất hậu tố này chúng ta sẽ có từ gì nhỉ? well done chúng ta sẽ có từ là ethnic và mình sẽ viết lên trên bảng nha ethnic That's right. Đây chính là một tính từ và tính từ này thì cũng có nghĩa là thuộc về một dân tộc. Vậy mọi người hãy nhớ khi chúng ta nói đến sắc tộc thì chúng ta có hai từ sau đây. Từ thứ nhất là một danh từ đọc là ethnic city và liên quan đến nó là một tính từ và chúng ta sẽ đọc là ethnic. Trong các dân tộc ở Việt Nam thì chúng ta có một dân tộc chiếm đến 85%. Đó chính là dân tộc nào các bạn có đoán ra được không nhỉ? Very well done, đó chính là dân tộc Kinh đúng không? Thế thì trong 54 đã có đến 53 dân tộc thuộc dân tộc thiểu số. Vậy thì mình sẽ có tiếng Anh dân tộc thiểu số là gì nhỉ? Cùng mình tìm hiểu tính từ sau đây nhé. Chúng ta sẽ có một tính từ có nghĩa là bé hoặc là thiểu số, chính là Very well done, chúng ta sẽ có tính từ là minor. Mình sẽ điền thêm chữ i và chữ o. Thành tính từ minor sau đó thì mình sẽ thêm biến từ này thành một danh từ bằng cách thêm đuôi i c và y thành từ minority đây là một danh từ có nghĩa là thiểu số nhưng mà để nói thành dân tộc thiểu số thì chúng ta lại cần phải dùng một tính từ vừa học ở lúc đầu đó chính là từ ethnic good job và sau khi viết lại thì chúng ta đã có cụm từ dân tộc thiểu số là ethnic minority ethnic minority well done thế còn nói về đại đa số thì sao một dân tộc chiếm đại đa số thì chúng ta lại biến từ tính từ minor ngược lại với minor chúng ta có một tính từ cũng bắt đầu bằng chữ m đó chính là good job đó chính là từ major và sẽ đánh vần là m a g o r và biến nó thành danh từ thì mình lại tiếp tục thêm đuôi i c y và tổng kết lại nha mình sẽ đã có dân tộc đa số đó chính là ethnic majority và chúng ta sẽ có ví dụ sau đây the ethnic majority of Vietnamese people is called King K i n h dịch ra có nghĩa là dân tộc chiếm đa số ở Việt Nam được gọi là kinh. Và vừa rồi thì chúng ta đã học được hai từ trái nghĩa nhau chỉ bằng cách thay đổi cấu trúc của từ. Rất là dễ nhớ đúng không nào? Moving on to words number 3, mình sẽ giới thiệu với các bạn một từ rất là ngắn, bao gồm 4 chữ cái. Đây là một danh từ, không biết đã ai nghĩ ra chưa nhở? nó phải liên quan đến chủ đề là cultural diversity. Ok, mình sẽ cho thêm một hình nữa nhé. Từ này được đánh vần như sau. R-A-C-E Again, R-A-C-E Well done! Từ chúng ta có chính là từ Raised Good job everyone! Race. Từ này là một danh từ có nghĩa là chủng tộc Vậy cùng mình tìm hiểu xem các family words liên quan đến từ này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có tính từ của từ là racial. Mọi người thử đoán xem là chúng ta sẽ thay đổi gì nhỉ? Well done, chúng ta sẽ thay đổi hậu tố của từ này đúng không? Từ ACE chúng ta sẽ biến nó thành A-C-I-A. và từ cuối cùng chúng ta sẽ có chữ là L. Và mình sẽ đọc tính từ này là racial. Đọc lại với mình lần nữa nhé. racial. Good job. Tiếp theo thì mình muốn giới thiệu với các bạn lại một danh từ khác nhưng mà liên quan đến từ race. Danh từ này thì mình xin phép sẽ xáo các chữ lại một chút nhé. Mình vẫn có những cái khá là tương tự đúng không? Vẫn là a r a c nhưng mình mình sẽ xáo lại này. Mọi người đã đoán ra được từ này viết như thế nào chưa? Well done! từ này chính là racism và chúng ta sẽ đánh vần nó là R-A-C-I-S-N. Từ này là một danh từ để diễn tả những cái hành động mang tính phân biệt chủng tộc. Nó khác rất nhiều so với danh từ lúc đầu của chúng ta nên là mọi người cần lưu ý nhé. À, những hành động mang tính chất phân biệt chủng tộc chúng ta sẽ gọi chung nó là racism vậy thì những người mà có những hành động ấy thì sao chúng ta sẽ gọi những người ấy bằng tứ racist và mình đánh vần chữ cis như thế nào nhỉ mình vẫn bắt đầu bằng rac nhưng mà mình lại đổi hậu tố của nó đi một chút đúng không racist thì mình sẽ có hậu tố là i-s-t đây vẫn là một danh từ nhưng lại để nói về những người mà có những hành động mang tính chất phân biệt chủng tộc. Vậy thì mọi người lưu ý nhé, từ một từ đó chính là từ chủng tộc race thì chúng ta có những family words khác nhau như là tính từ racial, hay là một danh từ có nghĩa là sự phân biệt chủng tộc racism, hoặc là từ để nói về người mà có hành động mang tính chất phân biệt chủng tộc là racist. Mọi người hãy lưu ý sự khác biệt của những từ này để chúng ta tránh sự nhầm lẫn nhé. Moving on to words number 4, chúng ta lại học một từ khác vẫn có bốn chữ cái, nhưng từ này thì lại bắt đầu bằng chữ and. Ok, and, mình có một ô trống ở giữa và r n. Mọi người thử điền cho mình một nguyên âm vào từ này nhé. Chúng ta đã đoán được chưa nhỉ? Good job. Chúng ta sẽ có nguyên âm O oh, và ghép lại thành từ norm. Đây là một danh từ có nghĩa là quy tắc hoặc là tiêu chuẩn. Đối với mỗi nền văn hóa khác nhau thì chúng ta sẽ có những quy tắc tiêu chuẩn khác nhau đúng không? Vậy thì mọi người hãy nhớ đến từ norm để chúng ta có thể diễn đạt cách nói này nhé. Từ norm này là một danh từ và có nghĩa là quy tắc hoặc là tiêu chuẩn. Đối với mỗi nền văn hóa khác nhau, chúng ta sẽ có những tiêu chuẩn khác nhau. Vậy thì mọi người hãy nhớ từ norm để áp dụng cho những ngữ cảnh này nhé. Bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu một ví dụ sau đây. It is imperative that you learn the norm of where you live and where you travel. Câu này dịch ra có nghĩa là rất là quan trọng khi mà bạn học về quy tắc của nơi mà bạn sống và nơi mà bạn đi đến đúng không nào? Và hai người Việt chúng ta hay gọi nó là nhập gia tùy tục đó. Last but not least, mình muốn giới thiệu với các bạn một yếu tố cấu thành nên những nhóm người khác nhau trên thế giới Và từ này để nói về hệ thống văn hóa tín ngưỡng hay còn gọi chung đó là tôn giáo Vậy cùng nhìn lên trên bảng và điền cho mình vào chỗ trống sau đây nhé Chúng ta chọn A, B or C Well done, đáp án chính xác của chúng ta đó là A hey, đúng không nào? Có bạn nào cũng chọn giống như mình không? Ok, bây giờ cùng đọc lại với mình nhé. Religion. Again, religion. Very well done. Religion là một danh từ, nó có nghĩa là tôn giáo, tín ngưỡng. Religion là một danh từ, nó có nghĩa là tôn giáo, tín ngưỡng và chúng ta sẽ có ví dụ như sau. Cultural diversity means respecting and embracing the variations in terms of religions. Câu này dịch ra có nghĩa là đa dạng về văn hóa cũng đồng nghĩa với việc mình phải biết tôn trọng và tiếp thu những cái tôn giáo khác nhau ok hy vọng là các bạn đã nắm được từ này rồi bây giờ cùng mình mở rộng thêm một chút nữa nhé từ này đang là danh từ đúng không vậy còn tính từ của từ này là sao nhỉ mình sẽ có một từ cũng có cấu trúc tương tự bắt đầu bằng r e i g nhưng đến đây về hậu tố thì nó lại khác biệt một chút chúng ta hãy lưu ý hậu tố của từ này là i o -G you và s đây chính là một tính từ và tính từ này sẽ đọc là religious có nghĩa là liên quan đến tôn giáo ok vậy thì vừa rồi mình hy vọng là các bạn sẽ nhớ học được thêm hai từ nữa thứ nhất là danh từ là religion và từ thứ hai là religious Vậy là vừa rồi chúng ta đã khám phá hết năm từ vựng liên quan đến chủ đề ngày hôm nay Cultural Diversity, sự đa dạng về văn hóa Cùng mình tổng kết lại nhé từ đầu tiên chúng ta sẽ có một danh từ đó là ethnic city, có nghĩa là các sắc tộc khác nhau đúng không? Từ thứ hai để miêu tả về những dân tộc thiểu số và dân tộc đa số, chúng ta lại có danh từ ethnic minority and ethnic majority. Ok? Đến từ thứ ba vẫn là một danh từ có nghĩa là chủng tộc, chúng ta sẽ đọc là race từ thứ tư đó về quy tắc và tiêu chuẩn là một danh từ đọc là norm và cuối cùng đó chính là từ religion đây vẫn là một danh từ có nghĩa là tôn giáo Ok, vậy thì bonus cho ngày hôm nay mình muốn phân biệt một chút với các bạn về sự khác biệt giữa ethnic city và race. Đây là hai từ mà rất dễ gây nhầm lẫn, nhưng mà mọi người hãy chú ý giúp mình, ethnic city là để nói về các nhóm người, nó mang tính chất rộng hơn là những người có chung nền văn hóa có những đặc điểm chung với nhau thì chúng ta sẽ nói là ethnic city. Mình sẽ chú thích ở đây là nó có tính chất rộng hơn. Và khi nói đến race thì chúng ta lại nói đến những loại người mà có cùng những đặc điểm về sinh học hay còn gọi là physical characteristic. Ok? Và mình sẽ lưu ý vào đây cho mọi người luôn. Hy vọng là sau này mọi người sẽ không nhầm lẫn giữa hai từ ethnic city và race nữa. Okay, that's it for today. I hope to see you next time with another video for IELTS Vocab for Junior. Bye. IELTS Fighter,